Hello, xin chào các bạn, mình là Yoho đến từ channel Quả Đề. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ làm về cái hiệu ứng này. Đẹp đúng không? Không biết là các bạn nhìn cái chị này có quen quen hay không, nhưng mà chị này tên là Tao Guo, rất là nổi tiếng ở bên Douyin. Thứ nhất là người ta có một cái visual rất là đỉnh, lên hình cực kỳ ăn luôn. Rồi thứ hai nữa, người ta cũng có một cái ekip cũng đỉnh không kém. Và mình thấy nha, chị này hay làm những video mà thiên về hiệu ứng, và có một cái hiệu ứng mà các bạn có thể dễ dàng để làm theo, có thể lấy cái base, cái nền tảng của cái hiệu ứng đó để đi sáng tạo ra nhiều cái hiệu ứng khác cũng rất là đẹp nha. Chắc là các bạn cũng đoán được cái video hồi nãy là áp dụng cái hiệu ứng gì là chính nha, đúng không? Đó chính là cái camera 3D. À quên, các bạn có biết Charles Rosa không? Thì ông này cũng sử dụng camera 3D, tại vì nó cho ra một cái hiệu ứng nó giống giống vậy. Đây, thì nhìn cho các bạn coi. Nó cũng ná ná với lại cái hiệu ứng hồi nãy của Tao Guo, đúng không? Và mấy bữa trước mình cũng có làm cho chị Linh một cái video cũng dạng kiểu như vậy luôn, cũng sử dụng camera 3D. Rồi hơi nói tới đây là coi như các bạn biết là mình làm cái video gì ngày hôm nay rồi. Đó chính là chúng ta sẽ sử dụng camera 3D để tạo ra được cái hiệu ứng zoom ra, zoom vô như vậy. Nhưng mà đừng quên là không chỉ dùng được cái camera 3D không đâu, mà các bạn có thể dùng một cái cách nó basic hơn, nó bình thường hơn, nhưng mà nó sẽ có một chút giới hạn. Cho nên là thôi, mình chỉ cho các bạn hai cách, các bạn thích làm cách nào thì làm, nó tiết kiệm thời gian công sức, đúng không? Rồi bây giờ quay hai shot. Thì shot 1 là các bạn quay đứng nhìn bình thường thôi. Rồi miễn là cái lúc mà đoạn nhạc nó drop lên á, thì các bạn phải nhìn lên một chút là ok. Rồi tới cái đoạn thứ 2 là một cái đoạn mà chúng ta sẽ power ở phía sau lưng lên. Thì lúc này á, chỉ cần có một cái thần thái hoặc bằng một cách nào đó thể hiện được cái năng lượng để các bạn đứng sau lưng, các bạn nhìn vô trong cái camera cho nó ngầu là được, có cảm giác như thế nào cho bạn to lớn một chút là ok. Thì cứ sử dụng cái cách quay là đặt camera nó hơi dưới một chút để nhìn lên thì có vẻ bạn sẽ power hơn. Còn về cái cách để quay ra những cái shot đó thì có 3 option cho các bạn lựa chọn tùy vào túi tiền của mỗi người. Option thứ nhất là các bạn sử dụng phông xanh. Lúc này á, các bạn phải có đầy đủ những cái ánh sáng và môi trường nó phải tốt. Thực ra không có cần phải đầu tư quá nhiều đâu, chỉ cần ánh sáng vô đủ và cái nét trên khuôn mặt của bạn nó ra đúng kiểu ngầu ngầu là được rồi. Cái lợi thế của này là các bạn tắt dễ này, rồi nó ra được một cái chất lượng, các bạn có thể múa cái gì ở trong đó cũng được hết. Thứ hai là nếu như các bạn xác định cái phông, cái nền của tổng thể của video luôn là màu đen, thì cứ quay trên một cái nền màu đen, chỗ nào tối om là được, miễn có chút đèn đánh vào mặt, rồi ghép hai đoạn lại thôi cũng rất là tốt. Nhưng mà lúc mà cắt cái thằng ở dưới để chuyển cái thằng lên trên thì hơi cực xíu. Cách thứ ba là cắt dành cho những cái người mà không muốn đầu tư nhiều, chỉ cần đứng ở một cái góc nào đó dùng điện thoại quay, rồi về dùng cái roto hoặc là dùng cái mask của trong After Effects á, tách ra phát là xong. Ừ vậy thôi. Các ba này á, lúc mà quay á, mà quay dính cái môi trường mà khó tắt nha, thì cái phần mềm cũng hơi cực khổ và mất thời gian đó nha các bạn, nên cẩn thận một chút. Rồi, khâu chuẩn bị đã xong, bây giờ chúng ta vào tới cái bước tách phông xanh. Bước 1, các bạn có cái video phông xanh rồi thì cứ kéo thẳng vào trong timeline để tạo ra một cái composition. Bước tiếp theo là vẫn dùng mask để tách ra những cái vùng mà không cần thiết. Rồi để xóa cái phông xanh á, thì mình vẫn chọn cái keyline để kéo vào trong cái layer, dùng cái bút để chấm vào trong cái vùng màu trung tính của cái phông xanh. Sau đó các bạn chuyển cái chế độ xem sang cái dạng alpha nha, cho nó dễ tách. Rồi nhớ công thức rồi đúng không? Điều chỉnh một vài cái thông số để cho cái màu trắng với cái màu đen tách bạch ra rõ ràng với nhau, là lúc đó chúng ta sẽ tách nó đẹp hơn. Sau khi tách bạch hai màu rõ ràng rồi, chuyển về cái chế độ xem là RGB. Ở đây mình review thấy nó vẫn còn hơi rỗ, cho nên ở trong cái keyline mình chuyển sang cái chế độ xem khác thì nó cho ra một kết quả tốt hơn. Tiếp theo, để làm mịn những cái phần viền giống như tóc á, thì mình sẽ kéo cái key cleaner vào, điều chỉnh một vài thông số, rồi sau đó các bạn muốn nó biến mất hoàn toàn những màu xanh xung quanh đi thì xài cái Advanced Peel ấy. Ở đây thì mình vẫn bật tắt cho các bạn check xem thử cái kết quả của nó như nào này. Sau khi tách xong, mình khuyên các bạn là nên render video ra bằng Ctrl M. Thì ở đây á, cái codec mình sẽ chọn là PNG Sequence, tức là một cái file nó không nén. Nó sẽ tạo ra rất là nhiều hình ảnh ở trong cái folder máy của các bạn. Lát nữa import vào thì nó cũng bình thường thôi. Nhớ chọn RGB cộng alpha nhé, để cho nó tách cái nền đi, chứ không là cái nền các bạn vẫn đen thui ấy. À, khúc này nhớ nha, thì muốn import lại cái video mà hồi nãy các bạn vừa render á, thì các bạn vào trong cái mục folder hồi nãy các bạn render, các bạn chọn cho mình cái tấm hình đầu tiên của nó. Sau đấy máy sẽ tự nhận đây là một cái PNG sequence, nó có tích ở đây nè. Các bạn bấm import một phát là nó tự động import tất cả những cái hình hồi nãy mà chúng ta render. Sau đấy nó sẽ tự gộp lại thành một cái video được làm từ nhiều tấm hình khác nhau, đúng nghĩa luôn.
sau đấy là import luôn cả một cái video mà mình đã tách trước đó rồi. Thì ở trong cái composition này á, là sẽ có hai cái video, một cái thằng người dưới và một cái thằng người trên, là mình dưới và mình trên đó. Nói chung á, là cái phần tách phông xanh này cũng đơn giản đúng không? Lần trước mình cũng đã chỉ các bạn tách cũng theo kiểu này rồi. Lần này mình làm lại để cho những cái bạn nào mà chưa biết cái video lần trước thì xem lần này các bạn cũng sẽ hiểu hơn. Và nếu như các bạn muốn mình làm riêng một cái video về làm tách phông xanh á, cứ comment ở phía dưới và nhấn like, subscribe cho video này nữa nha. Cảm ơn các bạn. Rồi, mém tiếng đâu quên. Bây giờ chúng ta vào trong cái phần edit để zoom ra. Thì các bạn sẽ có hai cách. Một là sử dụng camera 3D, mình khuyến khích sử dụng cái cách này hơn. Và thôi vào trước đi. Gọi cách thứ hai lát nữa mình nói sau. Bước này là mình sẽ tạo ra một cái camera 3D với cái tiêu cự là 35mm. Giống như là cái lúc mà mình quay á, thì cái hiệu ứng này bắt buộc là các bạn phải zoom, một là bằng transform, hai là dùng cái camera để zoom ra cho nó smooth ấy, kiểu thế. Khúc này đừng có tua nha, là nhớ bật cái 3D của hai cái layer hình ảnh hồi nãy chúng ta vừa tách phông xanh á, chứ không là không làm được đâu. Mở camera 3D lên á, là phải mở cái chế độ xem hai view lên. Ở cái view bên phải á, thì mình sẽ chọn là left, tức là nhìn từ bên trái qua. Bắt đầu chúng ta đặt cái keyframe để di chuyển camera thì mình sẽ sổ cái transform của cái camera ra. Sau đó các bạn đặt key cho mình ở cái phần pawn và position. Cái này bậy à, các bạn phải đặt cái keyframe ngay cái chỗ mà mình vừa kết ánh xong á, chứ không nên đặt đầu ở chỗ này. Cái này mình nhầm nha, các bạn nhớ kéo cái keyframe ra cái chỗ kết ánh nè. Rồi sau đó mình sẽ lui khoảng tầm 5, 10 hoặc 15 frame, nói chung ông bà kêu kéo tới đâu thì mình sẽ kéo tới đó. Sau đấy nắm cái trục pin Z ra lùi phía sau, rồi nắm cái trục Y kéo nó lên phía trên. Thì lúc này các bạn đã nhìn qua cái camera chính của chúng ta kìa. Cái chủ thể bây giờ có phải là nhỏ giống như trong cái kết quả mà mình cho các bạn coi không? Ê, hình như cái người mình lúc nãy nó hơi nhỏ nè, hơi chắc là phải điều chỉnh một chút thông số scale để cho nó bự bự lên chút, nhìn cho nó rõ nha. Các bạn nhớ điều chỉnh to nhỏ của tấm hình thì xài scale thôi nha, đừng có xài cái trục Z tầm bậy tầm bạ lát chết á. Bây giờ mình mở cái kết quả lên thì các bạn thấy là nó cũng ra ra rồi đó, nhưng mà nó vẫn chưa hoàn thiện đâu, lát nữa mình còn phải chỉnh một chút nữa. Nếu như các bạn chưa hiểu cái cách hoạt động này của camera 3D ấy, thì để mình ví dụ cho. Đây là các bạn nhìn từ đây là các bạn nhìn từ trái sang hoặc là từ phải sang của camera, thì đây là camera của chúng ta đưa ra đưa vô đúng không? Thì đây là camera của bạn đưa ra đưa vô. Thì ban đầu á, các bạn đưa camera vô thì cái tầm nhìn của cái máy nè, nó chỉ thu được cái con này thôi đúng không? Đó, sau khi mà các bạn bung ra thì cái tầm nhìn của máy nó sẽ thấy được luôn cả trên cả dưới. Như vậy là cái hiệu ứng của chúng ta nó đã xong rồi đó, các bạn hiểu không? Tới cái phần background ở phía sau á, thì nãy giờ mình ảnh á, cho nên là các bạn không thấy. Giờ mình mở lên thì các bạn thấy nè. Với cái hình này á, thì mình sẽ cho cái trục Z của nó ra xa chút, sau đó đẩy lên trên một chút, rồi mình tăng cái scale nhiều chút. Khúc này thì mình trông có vẻ là mình hơi ngầu ngầu mà cũng có chút đột đột. Với lại cái phần dưới của mình mặc quần đùi cho nên mình muốn che đi một chút. Để che đi chắc là mình tạo thêm một cái solid, sau đó kéo cái solid màu đen này xuống ở giữa hai cái layer là thằng nhỏ với thằng lớn, tạo cho nó một cái mask, rồi mình tăng cái feather của cái mask đó lên. Thì lúc này là các bạn sẽ được một cái hình ảnh nó như thế này, nên là nó che đi cái phần quần đùi ở dưới của cái thằng bự á. Tới đây nó vẫn chưa hoàn thiện nhiều, và cái lỗi đầu tiên là cái lúc mà mình kết thúc video á, là cái thằng mà biến hình ở dưới nó biến mất nhanh quá. Bây giờ cách 1 là các bạn đóng băng cái thằng ở dưới. Bước 2 là làm slow ở cái đoạn cuối đó. Thì ở đây mình sẽ chọn cái cách là làm slow video đi cho nó chắc ăn. Ở đây các bạn lưu ý giúp mình nha, trong phần này là mình lỗi một cái là mình không có canh đủ cái thời gian lúc mà kết ấn xong để zoom ra. Cho nên nếu như các bạn ngay từ ban đầu mà thấy thiếu là các bạn phải bỏ cái Twitter vào, các bạn làm slow cái khúc đó ngay lập tức cho mình, là sau này các bạn không có cần phải chỉnh lại nhiều đâu nhé. Rồi, để làm slow thì mình kéo cái hiệu ứng Twitter vào. Cái này là các bạn phải tải ở ngoài nha, chứ đừng hỏi là tại sao em tìm không có à. Kéo cái hiệu ứng này vào trong cái layer video chúng ta muốn làm slow, sau đó recall nó lại, nhớ tích vào trong cái dòng ở dưới nha, để nó nhét cái Twitter vào cái layer ở bên trong. Rồi, sau đó bấm OK. Thì lúc này cái layer của bạn nó sẽ trông giống như thế này. Rồi, click chuột phải vào trong layer, chọn vào cái chế độ Time Remapping cho mình. Cái phần này ấy, là mình có chỉnh một chút cho cái phần kết ấn nó nhanh hơn á, cho nên là các bạn không có cần phải quan tâm cái thằng này đâu. Quan trọng là chúng ta quan tâm cái lúc mà chúng ta làm slow ở cái đoạn cuối cùng ấy. Ok, cái khúc này các bạn phải tập trung, không là tàu hỏa nhập ma nha. Thứ các bạn cần quan tâm là cái keyframe cuối cùng này nè. Rồi sau đó lùi cho mình ra phía trước khoảng vài keyframe tới cái thời điểm mà các bạn kết ấn xong á, để zoom á. Đó, thì các bạn nhớ đặt cho mình một cái keyframe tại đây. Sau đó các bạn lôi cái keyframe cuối cùng dạt ra phía sau. Thì lúc này khoảng cách của keyframe nó sẽ tăng lên, và cái video của bạn ở cái khoảng đó nó sẽ được slow.
Ồ, cái này là cái khúc mà nó khá là khó hiểu với bạn nào mà không biết xài cái time remapping này. Cho nên là chắc mình sẽ cố gắng một cái video nào đó mình giải thích cho các bạn kỹ hơn nha. Sau khi record một cái khung hình nào đó thì tích lại cái 3D cho nó nha, chứ không nó trở về 2D đấy. Bây giờ cái việc các bạn cần làm là kéo cái layer background ra cái phần sau của timeline. Làm sao cho cái lúc mà mình vừa kết ấn xong thì cái thằng background nó mới xuất hiện, chứ không để nó trơ trơ ngay từ đầu như vậy được. Và đây là kết quả sau khi mà mình chỉnh một vài cái lỗi và một vài cái bước cũng khá là cồng kềnh. Khúc này là mình thấy cái camera lúc mà zoom ra nó vẫn hơi thô, cho nên mình sẽ chọn hết tất cả những cái keyframe ở đây. Sau đó nhấn F9 thì các bạn sẽ được một cái hình dạng velocity như thế này. Thì lúc này mình chỉ cần điều chỉnh lại làm sao cho nó tăng tốc hơi phía sau một chút. Kéo cái này là tùy ông bà độ hay không độ nữa, một chút thôi là nó sẽ ra, còn không thì vài tiếng nó sẽ ra. Sau khi mà cảm thấy vui lòng với lại cái di chuyển camera rồi ấy, thì các bạn add cho mình thêm một cái lớp adjustment layer. Sau đó thì các bạn điều chỉnh lại một số cái màu sắc cho cái video nó thêm drama hơn. Khúc này ấy, mà muốn cinematic ấy, thì các bạn có thể xài những cái lớp màu giống như của John Wick này hoặc là Joker. Mà để như vậy không thì khung hình nó hơi đơn điệu quá, nhìn nó hơi đơ đơ, cho nên là mình sẽ add thêm một cái hiệu ứng smoke vào. Smoke ấy. Thì ở đây sau khi mà add cái hiệu ứng vào, các bạn điều chỉnh cái vị trí xuất hiện của nó, sau đó thay đổi cái chế độ hòa trụng của nó. Ở đây cái lớp smoke nó vẫn còn nằm in ở cái khung hình, nó là 2D mà, cho nên các bạn phải chuyển nó về thành 3D. Và hãy điều chỉnh nó lại một chút, tại vì có thể là cái smoke mà nó vượt quá khung hình thì nó sẽ bị những cái vết cắt, coi chừng nha. Tiếp theo là mình cũng muốn cái lớp smoke này nó bay bay một chút ở phía sau lưng của cái thằng nhỏ và ở trước mặt của cái thằng background. Một là các bạn bỏ thêm một cái layer smoke khác. Hai là các bạn chọn cái layer hồi nãy, sau đó copy nhân đôi nó ra, rồi kéo nó làm sao để cho nó nằm giữa hai cái layer, layer trước và layer sau nha. Nhưng các bạn cũng phải điều chỉnh cái 3D của nó làm sao cho nó nằm giữa hai cái thằng đó ở trong cái môi trường 3D nha. Cái thằng smoke sau này chắc là mình phải điều chỉnh nó lại một chút về cái độ to nhỏ. Thứ hai là mình phải dịch chuyển cái layer của nó lệch frame với lại cái layer smoke ban đầu một chút, để hai cái nó không có bay trùng với lại nhau. Để cho chắc ăn thì mình click chuột phải chọn vào trong cái transform mà mình flip nó luôn. Định lười một chút nhưng mà không lười được. Nói chung là khung hình nó vẫn hơi đơn điệu một chút đúng không? Cho nên là mình sẽ thêm một cái layer text để ở sau cái khung của cái background, nhìn cho nó ngầu hơn, nó có texture hơn một chút. Thì ở đây thì mình sẽ điều chỉnh nó một chút để cho nó phù hợp với lại cái độ to của khung hình hơn. Đương nhiên là các bạn cũng nên bật 3D lên cho nó và di chuyển nó làm sao để cho nó nằm sau cái thằng ở background nha. Lúc này các bạn muốn thêm mắm, thêm muối, thêm glitch, thêm glow gì cho cái hiệu ứng chữ ở phía sau này thì tùy. Ai thích gì thì bỏ nấy thôi. Một cái biến thể cao cấp hơn của cái kiểu này là các bạn có thể sử dụng luôn cả cái element 3D để các bạn add những cái model 3D vào. Thì ở đây mình add một cái model 3D đơn giản mình lấy ở trên mạng free về thôi. Thì nói chung các bạn cứ lấy free về trên mạng các bạn xài thì cũng không sao đâu, trừ phi mình sử dụng cho mục đích thương mại thì mới là có vấn đề thôi. Tại vì mình thấy có nhiều bạn cũng muốn làm những cái sản phẩm cũng dạng như thế này, nhưng mà liên quan tới game nhiều hơn, để edit những cái intro, những cái video outro của một cái game nào đó, rất là hợp luôn. Cho nên là các bạn có thể sử dụng cách này. Rồi, cách thứ hai là chúng ta sẽ làm zoom 2D thôi. Thì cái cách này nó dễ, nhưng mà nó bị giới hạn cái là cái hình ảnh của các bạn mà nó chất lượng khoảng Full HD hoặc thấp hơn một chút thôi, là khi mà các bạn zoom vô chủ thể hoặc zoom ra là nó có vấn đề về điểm ảnh liền. Một là nó bể, hai là nó bị noi, mắc cười lắm. Cho nên là mình rất hạn chế làm những cái cách này nếu như các bạn làm việc với khách hàng. Còn nếu mà làm cho vui chơi chơi thôi thì đôi khi người ta coi người ta cũng không có nhận ra nhiều đâu. Thiệt. Ở cái option đơn giản hơn thì mình chỉ dùng hai cái layer nó là 2D thôi, thì đơn giản là các bạn kéo vào trong khung hình, sau đó sắp xếp một cái trước, một cái sau, như vậy là được rồi, không có cần phải camera 3D gì hết. Để đi motion được cho hai cái thằng này thì các bạn chỉ cần tạo ra cho mình một cái null,
Sau đó các bạn vào trong cái position của cục nun, các bạn kéo nó xuống cái tầm ở phía dưới đáy của cái chủ thể này nè. Lúc này các bạn chỉ cần link cái thông số của hai cái layer video vào trong cái cục nun và mở cái thông số scale lên, thì mình điều chỉnh qua cho các bạn coi thì cái mức độ của ảnh hưởng của nó cũng na ná giống như là camera 3D đúng không? Giải thích cho các bạn dễ hiểu cái nguyên lý ở đây á, tức là khi mà các bạn đặt một cái tâm nằm ở một cái vị trí nào đó giống như ở dưới chỗ này nè, thì khi mà bạn thay đổi thông số scale á, tất cả mọi thứ sẽ luôn thay đổi dựa trên cái tâm đó. Cho nên vì vậy các bạn chỉ cần đặt cái keyframe ở cái thông số scale thôi. Thì ở đây mình sẽ đặt keyframe ngay cái lúc mà mình vừa kết ánh xong để chuẩn bị zoom ra mà đúng không? Sau đó lùi ra vài frame rồi các bạn điều chỉnh lại thông số scale làm sao để thấy được cả cái thằng dưới lẫn cái thằng trên là ok xong rồi đó. Đương nhiên là mới xong cái keyframe thôi à, các bạn còn phải làm mượt nó một chút nữa. Thì chọn hai cái keyframe, sau đó nhấn F9 rồi điều chỉnh lại cái velocity, làm sao nó cho nó tăng tốc đúng chỗ. Cái này dễ kéo nha, cho nên là mình không chỉ nữa đâu. À, tới khúc này là coi như đơn rồi. Nếu như các bạn thắc mắc là tại sao mình không làm cái cách này đơn giản ngay từ ban đầu, thì đối với những cái suột á mà cái chất lượng nó cao thì các bạn làm như này được. Chứ còn đối với những cái video mà có chất lượng nó rất là thấp, độ phân giải thấp á, thì khi mà các bạn zoom lên phát là nó bể luôn, là không có làm được đâu. Cho nên là cái cách này nó bị giới hạn đối với lại những ai có những cái video mà có độ phân giải thấp. À, cái cách thứ hai hồi nãy mà mình vừa chỉ các bạn á, thì cái đó các bạn làm trên cái Premiere cũng được nha. Chẳng qua là nó không có cái motion blur. Còn nếu như các bạn kéo cái transform vô để các bạn ban ra thì cũng ngon, nhưng mà các bạn phải chỉnh lại cái tâm cũng hơi cực á. Hey, các bạn, quả đây đang có khóa học biên tập Premiere chuyên nghiệp. Và cái khóa học này thì mình giảng dạy cho các bạn rất là kỹ về cái cách làm việc của phần mềm, rồi nhiều thứ tư duy liên quan đến việc edit á, ở bên trong đó gần như là hết luôn. Các bạn mà muốn học After Effects sau này nó dễ dàng á, thì cứ nắm vững cái Premiere trước đi. Sau này mình nếu như mà các bạn thích á, mình sẽ mở một cái khóa về After Effects. Nhưng hiện tại có vẻ là chưa, tại vì mình chưa biết cái nhu cầu của bạn và cái mong muốn của bạn khi mà học về After Effects nó sẽ như thế nào. Cho nên nếu cần thì các bạn cứ comment ở phía dưới nha. Còn link về khóa học biên tập Premiere thì cũng mình để dưới phần mô tả ấy. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Và hy vọng tới đây là các bạn đã có thể biết được các hoạt động của camera 3D, và các bạn có thể áp dụng nó vào trong nhiều hướng ứng, nhiều các sáng tạo khác nhau. Mình mong là vậy. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye. Ê, nhớ like và subscribe cho Quả Đê. Bye bye.